Như vậy là hệ thống đã build và deploy thành công project cho chúng ta. Chúng ta có thể thấy đây là project mặc định của một framework Angular. Angular. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với tutorial Angular 15 cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Bài học ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và chạy lên chương trình đầu tiên, chương trình Hello World của Angular. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành cài Node.js. Chúng ta sẽ vào Google và gõ chữ Node.js. Chúng ta sẽ truy cập vào trang chủ của Node.js và download bản recommend for mobile user. Hiện tại đang là phiên bản 18.15. Chúng ta lưu lại. Sau khi quá trình download hoàn tất, chúng ta hãy nhấn vào file cài đặt. Chúng ta sẽ tiến hành cài đặt như bình thường thôi. Nhấn run này. Next. Accept. Next. Các bạn có thể để mặc định. Tôi sẽ để ở đây. Chúng ta cứ next thôi. Install. Thì như các bạn đã biết thì Angular được viết dưới TypeScript và chúng ta sẽ cần Node và npm để phiên dịch file TypeScript sang JavaScript để deploy ứng dụng. Như vậy là quá trình cài đặt Node.js của chúng ta đã hoàn tất. Chúng ta hãy cùng vào CMD và kiểm tra xem Node đã cài hay chưa. Chúng ta sẽ gõ có lệnh Node trừ trừ version. Enter. Nếu bạn thấy version hiện ra thì tức là đã cài đặt thành công. Còn nếu chưa thì là không cài đặt thành công được Node.js. Các bạn hãy cùng kiểm tra lại hệ thống. Và chúng ta sau khi đã cài thành công Node.js thì chúng ta sẽ có luôn npm đã được cài đặt. Chúng ta sẽ kiểm tra tiếp version của npm với cái lệnh sau: npm -v. Như vậy là chúng ta cũng đã cài đặt thành công xong npm. Chúng ta sẽ tiếp tục đến bước thứ 3. Đấy là cài đặt Angular CLI. Chúng ta sẽ có lệnh npm install -g. -g sẽ là global đấy các bạn ạ. Chúng ta sẽ có thể gõ lệnh cho dự án Angular của chúng ta ở tất cả các thư mục. Tiếp đến là a-angular thuộc CLI. Nếu các bạn muốn cài phiên bản mới nhất ở đây thì gõ như thế này là được và sau đấy thì nhấn Enter. Còn nếu các bạn muốn cài đặt chính xác một version nào thì hãy làm cho tôi a-mũ. Tiếp đến là phiên bản các bạn muốn cài đặt. Ví dụ như vậy, các bạn muốn cài phiên bản 10.0.0. Đấy, như thế này các bạn gõ Enter thì sẽ cài được phiên bản Angular version 10. Ở tutorial này chúng ta sẽ cài đặt phiên bản mới nhất. Ở thời điểm hiện tại là Angular 15. Chúng ta sẽ để như thế này và Enter.
Như vậy là hệ thống của chúng ta đã cài xong Angular, không báo lỗi gì. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra version của Angular. Chúng ta sẽ có lệnh ng version. Như vậy là chúng ta đã cài đặt thành công Angular. Hiện ra dòng chữ đỏ đỏ này và các version phía dưới là chúng ta đã cài đặt thành công. Thật dễ dàng phải không các bạn? Đến bước hiện tại thì chưa có gì khó khăn cả. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng tạo mới một project. Tôi sẽ truy cập đến folder chứa project của tôi. Tôi thì sẽ để project của mình ở D. Project 2023. Và chúng ta sẽ cùng gõ CMD ở đây. Và để tạo mới một project thì chúng ta có lệnh như sau. ng là viết tắt của Angular. New tên project của chúng ta sẽ đặt là project Hello World. Không, chúng ta sẽ đặt là project Xin chào Việt Nam cho nó đậm chất Việt. Enter. Thì quá trình gen project của chúng ta sẽ mất khoảng 1 phút đối với ổ cứng SSD, còn đối với ổ cứng HDD thì sẽ mất tầm 10 phút. Các bạn nên đầu tư một cái ổ cứng SSD để học lập trình thuận tiện hơn và một chiếc RAM 8 GB nhé, vì chúng ta sẽ có thể chạy nhiều chương trình trong lúc lập trình. Rồi, ở đây hệ thống đang hỏi chúng ta là có muốn cài đặt Angular Routing luôn không? Thì chúng ta sẽ để no đi cho nó nhẹ. Style sheet format thì sẽ là CSS thôi, để quen với mọi người. Đây, quá trình gen như thế này sẽ mất tầm 1 phút. Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Như vậy là hệ thống đã gen xong project cho chúng ta, dự án cho chúng ta. Chúng ta hãy cùng chạy thử chương trình lên. Và chúng ta sẽ cùng CD vào trong project. Bạn nhớ là phải CD nhé thì mới chạy project lên được. Thì chúng ta vừa đặt project của chúng ta tên là Xin chào Việt Nam. Chúng ta sẽ gõ đúng tên Xin chào Việt Nam để truy cập vào trong project của chúng ta. Vậy là chúng ta đã vào bên trong project. Thì đến chúng ta sẽ gõ lệnh ng là Angular sơ. Lệnh sơ này sẽ là build và deploy lên trên server ảo cho chúng ta. Chúng ta không cần quan tâm đến việc cài đặt server, hệ thống sẽ lo hết. Và tiếp theo đấy là lệnh chữ chữ open. Lệnh chữ chữ open này là có nghĩa sau khi Angular build và deploy xong project thì project sẽ tự động mở trên trình duyệt mặc định cho chúng ta. Chúng ta sẽ cùng enter. Và quá trình build này cũng nhanh thôi. Quá trình build này sẽ nhanh với cả SSD và HDD. Không chênh lệch nhau nhiều như lúc tạo dự án. Lúc tạo dự án, tạo mới project thì thời gian chênh lệch giữa HDD và ổ cứng SSD và HDD này rất nhiều. Các bạn lập trình viên nếu mà muốn mua laptop thì cũng cần chú ý đến điều này. Chúng ta cần phải mua ổ cứng SSD để phục vụ cho việc học tập tốt hơn. Như vậy là hệ thống đã build và deploy thành công project cho chúng ta. Chúng ta có thể thấy đây là project mặc định của một framework Angular. Như vậy là bài học đầu tiên về Angular 15 cơ bản đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo trong khóa học. Các bạn thấy project của chúng ta đến hiện tại thì về vô cùng easy phải không ạ?
Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.